Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Trang Trích Bông đây. Và mình đến từ công ty Vienter Entertainment. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình trong những MV hướng dẫn. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn thêm mọi người một bài nữa. Đó là bài Đau Nhất Là Lặng Im của Eric. Nào chúng mình cùng bắt đầu nhé. Động tác đầu tiên, chúng mình đặt tay ở phía trước và vòng một vòng ở trước mặt như thế này. Đan hai tay và sang hai bên, làm trái tim ở giữa mọi người cũng bung sang hai bên như vậy. Đấm hai nhịp vào vai trái, mình đặt tay chéo ở trước mặt, vòng tay và đấm vào vai. Đánh tay phải này, đấm tay trái, rồi lại tay phải. Mọi người sẽ vòng tay đập lên vai trái, đưa tay lên trước mặt, đánh một nhịp xuống, lên. Và mọi người lại đấm lại hai nhịp vai trái như vậy. Làm trái tim bên phải, bên trái, mọi người đặt tay phía trước và thêm một vòng nữa. Đưa tay phải lên và vòng qua đầu. Và chúng mình sẽ đặt ngón phải, trái đan vào nhau, đưa sang hai bên. Tiếp tục làm thêm một vòng nữa. Và chúng mình đã hoàn thành xong bài rồi đấy. Em mang đến yên bình, dù ta đánh xuống nơi vực sâu, tình yêu nhau, xem nhau là một tương lai mãi sau, để mà chúng ta chẳng ngờ lặng bên nhau. Vienter Entertainment.